Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thai TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định trước trận đấu lịch thi đấu và kênh trực tiếp giữa câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Viettel trong khuôn khổ là vòng 24 V-League năm 2022-2023, và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 19h15 phút ngày hôm nay, ngày 9 tháng 11 năm 2022, và sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV5, Netsport, On Football. Quý vị và các bạn vào một trong các cái kênh trên là sẽ xem được trực tiếp trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Viettel nha. Và bây giờ thì Thai TV cũng xin phép được gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn những cái nhận định trước cái trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Viettel như sau. Hà Nội vẫn đang chiếm thế thượng phong trong cuộc đua vô địch giai đoạn nước rút V-League mùa này. Đoàn quân huấn luyện viên Chu Ye-ho giành được 44 điểm sau 21 trận, tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng sau 23 vòng đấu. Tuy nhiên lúc này các cầu thủ Hà Nội rõ ràng đang phải đối mặt với rất là nhiều áp lực. Với chiến thắng 1-0 trên sân của Nam Định vào tối ngày 8 tháng 11, Hải Phòng tạm thời vươn lên vị trí số 1 với một điểm nhiều hơn Hà Nội, dù đá ít hơn Hải Phòng hai trận, nhưng rõ ràng Hà Nội sẽ khó có được tâm lý thoải mái để bước vào trận đấu với lại là Viettel. Đối thủ tất nhiên chưa bao giờ dễ dàng bị bắt nạt vì là một cái đối thủ cũng rất là mạnh. Sau 21 trận ở V-League mùa này thì Viettel giành 35 điểm, xếp thứ tư trên bảng xếp hạng. Cơ hội để bảo vệ danh hiệu vô địch của đội bóng áo lính gần như không còn, nhưng rõ ràng Hoàng Đức và các đồng đội sẽ bước vào trận derby tại sân Hàng Đẩy tối ngày 9 tháng 11 với tâm lý rất là thoải mái. Viettel nhiều lần để mất điểm đáng tiếc, nhưng 8 trận liên tiếp gần đây họ bất bại với 3 chiến thắng và 5 trận hòa. Tình hình về lực lượng của câu lạc bộ Viettel lúc này cũng đang ở trạng thái rất là ổn, họ có đủ quân số để hứa hẹn thi đấu hiệu quả. Bên kia chiến tuyến thì câu lạc bộ Hà Nội ngoài áp lực về mặt tâm lý còn phải đối mặt với khó khăn về tình hình lực lượng khi tiền đạo Văn Quyết chính chấn thương, hậu vệ Văn Hậu bị treo giò. Đó chính là những cái tình hình hiện tại bây giờ cả hai đội, và tôi nghĩ rằng Viettel họ không có buông đâu quý vị, vì cái danh dự như quý vị, và thật sự là bên phía Viettel và bên phía Hà Nội thì họ là đại kình địch với nhau. Đó, họ chả ưa gì nhau đâu, và Viettel họ sẽ thi đấu hết mình để Hà Nội rơi vào cái tình cảnh khó khăn đó quý vị, và tôi nghĩ rằng là như vậy và sẽ không có buông đâu. Tuy rằng Viettel họ bây giờ họ cũng hết động lực rồi, còn Hà Nội là họ rất là áp lực khi mà Hải Phòng hiện tại bây giờ đang hơn họ một điểm, và họ bắt buộc phải chiến thắng đó, ít nhất là một cái trận hòa, còn thua là coi như là hơi bị mệt đó nha, coi như là rớt chức vô địch vào tay của câu lạc bộ Hải Phòng như chơi đấy, giống như cái giải bóng đá ngoại hạng Anh năm ngoái quý vị nhớ không? Liverpool thì dẫn đầu từ đầu tới cuối đồ này nọ, cái khúc cuối cùng những cái vòng đấu cuối thì Man City họ đã lật ngược được thế cờ một cái cách rất là oan cho Liverpool. Và Liverpool mùa giải năm nay thì họ thi đấu rất là bết bát lại rồi, cái cơ hội giành thành công trong cái chức vô địch của Liverpool thì không còn nữa, họ thi đấu rất là bết bát và họ đang còn ở giữa của bảng xếp hạng. Đó, Arsenal và Chelsea năm nay thì tuyệt vời, Arsenal và Man City thì năm nay tuyệt vời, và có thể hai đội này thì một trong hai đội này sẽ vô địch đấy quý vị. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn nghe thông tin hay bổ ích. Thì quý vị và các bạn hãy cho Thai TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các bộ hãng live stream thì hãy liên hệ với Thai TV qua số điện thoại 0939732349 để được tư vấn miễn phí và được giảm giá 20% đến cho tất cả quý vị khán giả nào đã đăng ký ủng hộ kênh Thai TV trong thời gian vừa qua nha. Và bây giờ xin trân trọng kính chào.